Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình quay lại cái anh chạy cá nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi anh chạy cá này như thế nào nha. Chạy cô có dính cá nhiều hay ít nha. Ở đây là bến đá của cầu An Tức nha các bạn. Còn mình cũng đang bờ nè. Đang bờ đang kiếm chỗ giải mới ra các bạn. Chắc anh bờ qua cái cầu này luôn đó các bạn. Mình đang đứng ở trên cái cầu vượt nha. Cầu rất là cao luôn. Rồi bơi qua luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ anh lấy cái giò anh gà để chuẩn bị giải nha các bạn. Bến này là cái bến cũ mình có quay cái clip vừa rồi đó các bạn. Rồi giờ anh đứng lên anh quăng các bạn ơi. Tròn vo luôn các bạn ơi. Cái anh này anh đi chạy có mình nha các bạn. Rồi giờ kéo chạy nè các bạn ơi. Trời này hồi hộp lắm các bạn, không biết cá nhiều ít đây. Bạn hãy theo dõi nha, mình zoom gần lại một tí nha các bạn. Đó có con cá tràng dinh các bạn ơi. Cá tràng dinh khá là to nè. Cái trại này là trại lưới 4 phân nha các bạn. Đó con cá tràng dinh ngay chỗ cái tài ảnh đó các bạn. Bữa nay con nước hơi đục cho nên ít cá hơn các bạn. Rồi bây giờ anh bơi kiếm chài chài tiếp theo nha. Kiếm chỗ đang chài các bạn. Bơi khá là lẹ. Giờ bây giờ bắt chạy tiếp rồi đó các bạn ơi. Anh chạy cái buổi này là buổi chiều nha các bạn. Mình thấy chắc là gần mấy cái nọc cây này nè các bạn. Rồi bắt đầu quăng nha các bạn. Khá là tròn luôn các bạn ơi. Rồi giờ anh kéo chài lên nè. Các bạn mà thấy anh này anh chài cá hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn.
Mấy bữa nay mưa gió thất thường các bạn ơi, mình bệnh nói chuyện nó hơi cao cao, các bạn thông cảm nha các bạn. Đang cặp cái xuồng cho nó sát sát vô bờ, đang kéo cái chài lên nè. Con tay à, tay cầm dầm, tay kéo chài nha các bạn. Đi một mình cũng hơi khó một tí, mà nhưng đối với anh chài cá này anh chuyên nghiệp rồi. Giờ kéo chài được các bạn, để mình kinh dần lại nha các bạn. Đó, dính cá nhóc luôn các bạn ơi, cá chèn dính, cá lăng, cá gì cũng có luôn, để mình chạy qua đó nha các bạn. Chạy nó không kịp quá các bạn ơi, chạy để dính cá nhiều quá nhiều luôn à. Cá chốt chúng mánh chài này các bạn ơi, cá rất là nhiều nha. Anh đang vũ ba cái giác cho nó rớt xuống các bạn, để xuống dưới vũ cho nó dễ ra ngoài hơn. Có cá rồi, cá chốt, cá lăng, cá này cá kia nhóc trơn luôn các bạn. Có con cá lăng khủng nữa các bạn. Đó, cá lăng đó các bạn, cá lăng với cá chốt ngay tại luôn đó. Cá lăng rất là to nha các bạn. Chài đầu tiên hồi nãy dính được có một con cá chèn dinh nè, chài này cái bắt đầu là dính cá nhóc lên luôn, cá chèn dinh rồi cá lăng, cá chốt. Cá chèn dinh nữa đó các bạn, cá chốt nha. Rồi rớt một con cá chốt nữa đó các bạn ơi, trúng nguyên một bầy cá chốt luôn. Chài 4 phân mà dính cá chốt, và cá chốt to không nghe các bạn, gấp chài hay gì mà anh dợm. Mình cách vị trí của cái anh chài cá này cũng khá là xa nha các bạn, để anh gỡ hết cá đi rồi mình chạy qua đó nha. Mình xin nhắc lại là chài cá ở đây là cầu An Tức nha các bạn. Rồi anh đã gỡ cá xong rồi đó các bạn ơi, để mình thu nhỏ lên nha các bạn. Khá là xa luôn á các bạn. Đây, phần cảnh mình chạy qua bên đường lộ đất bên kia nha. Rồi, mình đã đến nơi nè, anh bắt chài nha các bạn. Rồi, bắt đầu bơi để giải nha. Giải trước mũi xà lan này quá. Rồi, bắt đầu luyện nha các bạn. Anh ấy chài 10 chài là như 10 các bạn, rất là tròn. Đây, một cặp xà lan siêu khủng luôn rồi các bạn. Rồi giờ kéo chài lên mình zoom gần lại nha. Thank you.
rồi giờ kéo chạy lên nha các bạn. Chạy này hồi hộp, cái bến này không biết có cá nhiều ít nữa nè các bạn. Ồ có cá các bạn ơi, cá chốt, cá truyền dinh ở trên. Để mình zoom gần lại một tí nữa nha. Có cá truyền dinh to nữa các bạn. Rồi, chỗ này dính được có mấy con cá tràng dinh rồi các bạn. Rồi. Rồi giờ bến khác để chạy nha. Rồi các bạn hãy theo dõi nha các bạn. Tới anh giải bến khác mình về tiếp nha. Rồi bắt đầu mình muốn bắt chày nè các bạn. Bắt đầu chuẩn bị quăng. Mình dùng nhỏ lên tí lấy cho nó hết cái khung cảnh luôn các bạn. Bắt đầu quăng nè các bạn. Tròn 10 chài như 10 luôn. Còn đây chiếc cái phà chở chiếc xe cuốc nha các bạn. Giờ mình bơm thấp vô để kéo cái chài nha. Hồi nãy chạy trước thì chạy trước mũi, bây giờ cái chạy sau thì chạy ở đằng sau mũi, ấy đằng sau hai cặp chiếc xe lan đó các bạn. Siêu khủng chạy xuống nữa. Quê mình xà lan chạy nhiều lắm nha các bạn, ngay chỗ cái vị trí ngay chỗ bến đá anh cây cô nè. Bến đá cầu Quảng Tích đó các bạn. Xà lan chạy khá là nhiều nha. Đây cần phải ở dưới xuồng phải đứng cho vững nha các bạn mới chạy được, còn đứng không vững thì sóng đánh nó lắc khi chạp giò, cái mũi giỏ nó chân lắm. Giờ đang kéo lên rồi các bạn, hy vọng là cái chài này dính cá nhiều nha các bạn. Chài này chắc được hai ba con cá gì nè các bạn, cá tràng dinh nha. Đó, một con, hai con. Con quăng sau là con cá lăng nha các bạn. Còn cá dưới này chắc cá tràng dinh quá. Tràng dinh rồi các bạn ơi. Rồi đây con cá tràng dinh nữa nè. Rồi cái điểm này cũng yếu cá các bạn. Chài dính có 4-5 con à. Cá to cũng được. Rồi, bắt đầu đi chạy tiếp nha. Cái này cũng chạy như lửa bến đó các bạn. Bến nào cá nhiều quá thì chạy nhiều, còn bến nào cá ít thì chạy ít chạy chút. Anh chài không có bỏ mồi nha. Rồi
Rồi giờ anh bắt chài các bạn. Bắt chài chắc chài ở bên chiếc xà lan bên này quá, sau đít chiếc này này. Thì chỗ đó nó có cái khoảng trống đó. Cái con sông này rất là sâu nha các bạn. Nước chảy cũng khá là mạnh luôn á. Rồi giờ anh gà dầm ý, gà cái giò đấy cho chiếc giỏ trôi vô trong kia nha. Mưa luôn rồi các bạn ơi, mưa nhỏ đó, những hột li ti các bạn thấy không, các bạn mà có xem trên kênh của mình đó, thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bắt đầu quăng nè các bạn ơi. Đó, chạy rất là tròn nha. Rồi một tay nếm cái động, một tay kéo nha các bạn. Bên đấy có lý các bạn, dính cá lên trên, cá dần dinh nè. Đó, dính một bầy cá luôn các bạn ơi. Hình như mình thấy dính còn cá lăng nữa gì đó các bạn. Anh vũ con cá ở phía trên xuống nè, vũ cho ba cái gác với lục bình nó xuống các bạn, để dễ vũ ra hơn. Đó, cả chân dinh to. Mình thấy có con cá lăng nữa mà đâu rồi. Cá chốt đó các bạn. Đang gửi có cái gì ta, vị trí xa quá các bạn ơi. Rồi bắt đầu tiếp tục chạy chỗ khác nha các bạn. Rồi anh gửi cá rồi đó các bạn, bây giờ bơi đi kiếm cái bến trống trống để giải nha. Thì hồi nãy mình có đi theo đó các bạn, mà nhưng có cái quá nhiều rồi. Xà lan của cô chú anh chị đậu á, cái xuồng của anh chài cá nó nhỏ quá cho nên ở trên bờ mình không có thấy được. Bây giờ anh đang bơi về nha các bạn. Rồi mình đang vị trí này các bạn. Chỉ có lên cầu vượt mới nhìn được thấy ảnh thôi nha. Nó lòn lòn theo mấy cái chiếc xà lan đã chạy đó, mình cũng đâu có thấy. Cho nên mình chạy lên cầu mình tìm ảnh. Chụp hồi là ảnh bơi về luôn. Rồi một lát mình sẽ quay thành quả của anh chài cá cho các bạn cùng xem nha các bạn. Cái máy mình cũng hết pin rồi các bạn ơi. Các bạn mà thấy hay á thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Phong cảnh của bến đá rất là đẹp luôn nha, ngon nước hữu tình luôn các bạn ơi. Bên bờ có một chị ổn ở dưới á, thuyền cá luôn. Thank you.
kè này dính có con này các bạn. Các bạn có theo dõi cái kè cuối này coi cá nhiều không, hay ít nha. Tới anh bán cá nữa, cá bạc thú, cá bà má tới nữa rồi kìa. Để mình dùng gần em tưới nước các bạn ơi. Rất là tròn luôn. Giờ cứ chạy lên nha các bạn. Ủa dính cá ngất luôn kìa, cuốn quá cá luôn rồi các bạn ơi. Đó là cá chốt, cá chèn, cá chèn dinh. Cá lầu chiến nhỏ luôn. Rồi bây giờ ông anh nó ông về tới nhà tát để bắt cá nè các bạn. Để mình zoom gần một tí nữa nha. Chứ rồi ra con rồi. Cá lăn nhiều. Đang bắt cá lên nè các bạn. Với xuồng đẩy xuồng vô rồi bắt đầu cuộc rồi xách cá lên. Này ít hơn bữa trước rồi. Lò gạch, lò gạch xá lương trà. Còn cá lăng bự. Này. Rồi thành quả của chú ngày hôm nay được bao nhiêu cá đó các bạn. Cá rất là ngon nha. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng luôn nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn mấy bạn video tiếp theo nha các bạn.